Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Vườn. Hôm nay mình lại tiếp tục đi ra vườn để mà thu hoạch rau nè. Với một chút mình phải bọc lại mấy cái trái hồng. Bữa nay mấy trái hồng giòn mình thấy hơi lớn lớn rồi đó. Mình phải dùng cái túi lưới mình bọc nó lại chứ không thôi là để mấy con bò xích nó hay lắm. Vừa lớn lớn cái là nó bu lại cái nó chích cái trái teo không có lớn được nữa. Thì trước khi đi bọc mấy trái hồng đó thì bây giờ mình sẽ thu hoạch rau trước nha. Hôm nay mình có cái chậu rau càng cua. Thì mình nghĩ là tới lứa sẽ thu hoạch được rồi. Rau càng cua này thì hôm nay là lần đầu tiên mình thu hoạch của mùa này luôn. Bữa nay mình thấy nó cao cũng hơn một gang tay. Với lại trên đầu của nó mình thấy nó cũng hơi có bắt đầu có bông ha. Cái thân của nó cũng bự nên mình quyết định thu hoạch bữa nay để vô chiều cái mình bóp sỏi rau càng cua. Thì để mình quay gần nè, cô chú anh chị các bạn thấy cái thân của nó đã bự mập cao nè. Đó là vừa ăn luôn á. Đó, mình thích cái cỡ này á, thì cái thân nó đó còn non lắm. Nhìn rất là ngon. Ngắt một miếng thôi là đã nghe mùi rau càng cua rồi. Cái mùi rau càng cua này nó thơm cái mùi đất nha. Mình rất thích ngửi cái mùi rau này, thơm quá trời luôn à. Thì bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình thu hoạch một ít rau càng cua trong cái chậu này nha. Trước khi thu hoạch thường mình hay dùng cái kéo để mình phẩy trên đầu ngọn rau ha. Mình sợ có con ếch con nhái trong đây á, mình đưa tay mình cắt liền á là nó phóng ra cái giật mình té hoài cô chú anh chị các bạn ơi. Do đó mình sẽ phẩy trước như vậy để kiểm tra ha. Nếu có sâu á thì mình cũng dễ nhìn thấy để mình tránh chứ mình khỏi sợ chứ không gì hết. Thì cái rau càng cua này mình có thể ngắt như lúc nãy á, cũng được nữa. Tại nó đang non nữa nha. Nhưng mà mình dùng kéo là tại vì mình không muốn á. Trời nó ngon dễ sợ chưa nè. Thì mình không muốn cho cái rễ nó bị rứt lên luôn theo khi mình ngắt như vậy á. Cái rễ của nó cạn lắm. Mình ngắt bằng tay nếu không khéo là nó cũng lôi luôn nguyên cây lên. Do đó mình dùng cái kéo mình cắt ngang như vậy. Với lại mình tỉa những nhánh bự trước. Còn những cái nhánh nhỏ phía dưới á, nếu mình không hái thì mình tưới nước như vậy nè. Sau khi mình thu hoạch được này á, là nó sẽ lên lại những cái nhánh nó mau lớn để cho có mình thu hoạch trở lại. Với lại rau càng cua nó rất là thích chịu mát. Nó thích mọc ở những nơi mà dưới gốc tàn cây á, hay là đất ẩm, đất sình á, thì rau của nó lên rất là tốt. Do đó mình tận dụng ở dưới giàn củ qua nè. Mình để nguyên cái chậu nó nằm dưới đây. Nên bây giờ nó lên đều không, mặc dù mình không hề tưới phân nha. Bây giờ đang là mùa hè rất là nóng. Do mình để dưới đây nó mát nên cái thân rau nó lên rất là đều với nhau. Và cái chậu rau càng cua này á, năm rồi có một bụi trong đây thôi mà nó tự rụng hạt, năm nay nó lên thành một chậu luôn, nhìn đã không cô chú anh chị các bạn. Rồi bây giờ mình cắt được này, cắt được một dĩa đó. Cái mớ đó mình sẽ để cho nó tự rụng hạt, năm sau nó tự lên lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình đi qua để thu hoạch mớp hương. Thì mình đang có mấy trái mớp hương bên đây nè. Mình thấy cái size của nó chắc cũng nên hái bữa nay đi chứ không thôi để nó già uổng. Đó, mình nghĩ là trái này mình hái nè. Còn bên kia còn mấy trái nhỏ lòng thòng xuống luôn ha. Mớp hương bữa nay là tháng 6. Do đó nó hợp thời tiết á, sẽ ra trái liên tục cho mình luôn. Nếu mà có mưa rồi tưới nước đầy đủ mà có nắng nữa thì mớp rất là dễ, nó rất là dễ chịu mà nó ra nhiều trái nữa. Đã chưa nè. Trái nhỏ li ti ở trên cũng rất là nhiều luôn á. Đó, phía dưới một chút mình sẽ hái cái trái đó nha. Đó, cái trái ở dưới đó nằm trong gốc đó luôn á. Thì hôm nay chắc mình hái hai trái vô là đủ xào cho một dĩa luôn nè. Trái này còn mềm, trái này thì cứng rồi, chắc mình để làm sơ mớp luôn. Giờ mình sẽ hái trái này nha. Hôm bữa không thôi hái trái đó luôn đi chứ không thôi để hoài này mình đi ra đi vô cứ đụng đầu hoài à. Đây nhìn ngon chưa nè, suông ơi là suông luôn. Mớp hương rất là thơm luôn. Trái suông mà từ bữa giờ mình hái cũng hết 7-8 trái rồi đó. Wow, đã chưa, còn mềm là còn non nha. Trái này nữa. Thì bây giờ đang là mùa hè nên mớp với bầu là mình sẽ có liên tục mình thu hoạch luôn. Được hai trái mớp hương. Rồi cái vàng mớp này của mình thì nó mới bò được có hơn nửa vàng. Nói chung là chưa có bích lắm. Mà bây giờ hiện tại trái này là nhiêu đây luôn đó. Đó phía trên nè. Thì nó đang mọc ngang, cái mình để nó xuống á, thì trái nó sẽ suông bự dài. Còn nếu mình để cho nó nằm ngang, đôi lúc cái trái nó sẽ bị nhỏ lại.
nên nếu không thấy để trên nó nào nó cục ngỗng đó, như cái này cũng vậy nè, hồi nãy nó mới bị quấn lên trên, mình mới lôi nó xuống á. Hái rau hái mớp xong rồi, bây giờ mình sẽ qua bọc mấy loại trái cây lại. Thì trước tiên mình sẽ bọc dưa gang, mình thấy dưa gang bữa nay sọc nó đậm chắc muốn già rồi đó. Mình sẽ sử dụng cái túi lưới cũ của mùa rồi, mình sẽ bọc lại ha. Thì cái túi lưới này nó rất là hay, mình có thể sử dụng bọc cho tất cả những loại trái cây ở trong vườn của mình, để tránh không bị chim ăn, chuột hoặc sóc nó phá, cũng như là sâu hoặc là bọ xích nó đậu lên trái rồi nó chích hoặc là nó cắn cái trái của mình, làm cái trái của mình mất dinh dưỡng, cái trái mình sẽ bị teo. Mà hay một cái là cái túi này sử dụng cho cái dưa gang này rất là thần kỳ, tại vì trái dưa gang thì khi nó chín nó sẽ rớt ra khỏi cái cuốn, mà nó rớt về mà rớt xuống dưới đất thôi, dù cho cao hay thấp gì nó sẽ bể và dập cái trái. Do đó mình cái túi này mình có sợi dây á, mình bọc nó lại rồi mình sẽ cột lên cái giàn, khi mà nó chín nó rớt ở trọn lũng trong cái túi này thôi, nó sẽ không có bị rớt xuống đất và bể cái trái của mình ha. Và mình có thể tìm thấy mua ở trên Amazon, eBay hoặc là Walmart, nó đều có bán hết. Nó có 3 size, size lớn, size nhỏ và size dừa dừa. Thì cho đủ loại trái cây lớn nhỏ mình đều có thể bọc nó lại được. Với lại giá cả thì tùy theo cô chú anh chị và các bạn mua nhiều hay ít thì mỗi giá nó đều khác nhau. Nói chung cũng không có mắc đâu, cũng rẻ. Cái màu mới mua về đẹp xanh vậy đó, mà mình bọc 2 năm rồi, cái túi này mình xài cũng bền đó, 2 năm trời mà vẫn còn sử dụng lại được nè. Tuy là cái màu nó đã bị phai đi, nhưng mà cái túi lưới của nó vẫn không bị rách nha, cái dây cũng không có bị đứt. Thì nếu mình xài nhiều thì nó sẽ bị hư, nhưng mà mình xài 2 năm rồi cũng chưa có hư. Thì mình bọc 2 năm mình thấy thành công, nên nếu cô chú anh chị và các bạn nhà có trái cây á thì nên sử dụng cái túi đó đi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua bọc cái trái hồng giòn. Trái hồng giòn bữa nay á, nhìn thấy nó cũng lớn rồi nè, thấy không? Đó, bây giờ là mình phải bọc nó lại thôi. Thì một trái hồng mình có thể sử dụng cái túi nhỏ này mình bọc cũng được rồi. Nó nhỏ chứ nó cũng dài, cũng cỡ một gang tay của mình á. Thì bọc cỡ size trái hồng cũng được. Thì nếu mà mình có những cái trái gì bự hơn á, giống như trái dưa gang lúc nãy, thì mình sẽ dùng cái size giữa, size medium. Thì bọc cái trái dưa gang nó mới vừa. Còn cái cây hồng này của mình năm nay không biết đến khi mà thu hoạch được trái thì còn được bao nhiêu trái đây. Hiện tại thì có những trái này nó đang đậu rồi nè. Bây giờ mình phải tranh thủ mình bọc cái túi này lại để mình giữ nó. Nhưng mà không biết là mưa gió bão bùng có còn rớt nữa hay không. Hôm đầu mùa nó mọc bông, cô chú anh chị bạn nhìn bông nè, rất là nhiều bông luôn. Nó nhiều đến độ mà mình thấy chùm chùm, mình muốn lặt bỏ bớt để cho cái nhánh nó có chịu nổi hay không á. Nhưng mà không ngờ chỉ qua mấy trận gió mưa thôi mà nó rụng, tới bây giờ mình chỉ còn có nhiêu đây trái. Mà bây giờ mình còn không bọc để bảo vệ nữa thì mình chỉ sợ là mấy con bọ xích nó chích ha, rồi cái trái mình nó teo nó cũng rớt, cũng như là khi mà nó hơi chín chín cái chuột nè, sóc nè, rồi chim nữa nó mổ một cái là đến khi hái chắc còn được một hai trái thôi. Giống như là mấy mùa đầu mình không biết á. Bây giờ mình biết rồi thì mình dùng cái túi này mình bảo vệ cho nó. Thì trái hồng mỗi một mùa, 2 năm nay mình hái cũng được cả rổ luôn á. Rồi bây giờ những cái trái ở phía dưới mà bên ngoài á, thì mình rất là dễ dàng để mà bọc nó. Còn ở trên cao như vậy á, là mình phải nhấc thang nè, để mình leo lên mình trùm nó mới tới. Bên trên cao mà còn là phía trong nữa thì rất là khó trùm. Muốn chui vô để mà leo lên trên kia nhưng lại sợ sâu đó cô chú anh chị các bạn. Tại cây hồng với lại mấy cái cây trong vườn mình năm nay á, Houston nó có nhiều cái ổ sâu á, nó nhiều con sâu nhỏ nhỏ trong đó, mình chui vô mình sợ lắm luôn á. Do đó mình cứ khiêng cái thang tới lui thì tranh thủ bọc được những cái trái ở phía ngoài. Bây giờ đi tìm cái cây để mà móc cái nhánh bên trong đây, có 2-3 trái luôn. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đành phải bỏ cuộc, là tại sao gặp nguyên con sâu bự ở trong đó luôn. Thôi giờ mình bỏ luôn chứ giờ không dám đụng vô luôn. Rồi cái nhánh đó 3 trái là khỏi bọc nha. Đó đó cô chú anh chị bạn thấy không, trồng cây ăn trái, trồng rau cũng đâu có dễ đâu. Khi mà có trái có bông thì mình muốn giữ được khỏi bị rụng mưa gió bão bùng ha. Đến khi trái được lớn một chút á, thì lại sợ con này con kia nó phá, thì phải đi bọc từng trái như vậy á, thì mình mới có giữ lại được. Nên khi mà có trái để thu hoạch cho cô chú anh chị và các bạn thấy được cái trái nó chín nó bự á, thì cũng rất là kỳ công luôn.
Rồi nãy giờ mình thì hụt leo lên leo xuống, chạy qua chạy lại thì mình đã bọc được một mớ trái hồng giòn ở trên cây. Chắc dài 3 năm nữa chắc leo hết nổi, thì chắc mặc kệ quá, được trái nào hay trái đó. Đi qua lấy cái rổ rau càng cua với lại hai trái mớp lúc nãy mới vừa hái cùng với lại cô chú anh chị các bạn vừa xong. Thì hôm nay mình đi ra vườn mình thu hoạch được một ít rau càng cua, hai trái mớp hương, với lại muốn chia sẻ lại cô chú anh chị các bạn về cái túi bọc lưới mà rất là hiệu quả cho những loại trái cây ở trong vườn. Bọc dưa gang, bọc những trái hồng, mình có thể bọc được nho, cũng như là lê, táo. Nếu mà trong vườn mình có như trái sung cũng được nữa. Nói chung là tất cả những loại trái cây. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình ngày hôm nay. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye.